là một người làm kinh doanh thì bạn cần nắm rõ những quy định. Và hôm nay mình chia sẻ vấn đề để xe khách trên vỉa hè thì có ok không? Khi bạn ra kinh doanh quán nước và quán ăn thì rất là cần mặt bằng. Và cái nan giải nữa là chúng ta phải tận dụng được cái mặt bằng mặt tiền. Và cái chỗ để xe cho khách và nhân viên thì thường thường chúng ta dùng cái vỉa hè của cái mặt tiền đó. Vậy vấn đề nó có hợp pháp hay không? Và làm như thế nào để chúng ta không phải phạm những quy định của pháp luật? Ok, khi bạn có dịp đi trên các cái đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội thì bạn thấy cái người làm kinh doanh á, có những người họ rất là tuân thủ tốt pháp luật, bởi vì họ tận dụng cái mặt bằng và cái vỉa hè đó, họ để xe và để bàn ghế để kinh doanh, nhưng họ chừa cái luồng đi cho người đi bộ. Tuy nhiên đó là số đông, phần lớn là họ chiếm hết cái vỉa hè đó, họ xem cái vỉa hè đó như là cái tài sản là của nhà họ, họ đuổi người đi bộ. Hành vi như vậy người ta gọi là chiếm dụng. Phải câu hỏi là họ làm như vậy hợp lý và hợp lệ không? Theo quy định của pháp luật, vỉa hè là tài sản chung và được nhà nước quản lý. Và việc mà chiếm dụng vỉa hè khi chưa được cấp phép bằng bất kỳ hình thức nào được gọi là phạm pháp. Cho đặc thù của các cái đô thị lớn, mặt bằng hạn chế nên những nơi đó nhà nước sẽ cấp phép cho những người làm kinh doanh một phần vỉa hè để các bạn sử dụng, gửi xe, để xe cho nhân viên. Tuy nhiên để làm được việc này thì bạn cần xin một giấy phép, người ta gọi là giấy phép tạm thời sử dụng vỉa hè. Wow. Và bạn làm kinh doanh, bạn đã có giấy phép này chưa? Ok, xem tiếp video sau cùng nhé.